giời ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Sao mà nó phức tạp vậy? Đăng ký phải dùng VPN để fake ID sang một quốc gia khác và ChatGPT chưa hỗ trợ người dùng ở Việt Nam. Fake ID xong thì lại phải đăng ký số điện thoại ảo nước ngoài để xác thực và còn lằng nhằng lỗi. Ôi giời ơi, thử thôi mà, có cách nào đơn giản hơn không nhỉ? Các bạn thân mến, cuốn theo trào lưu của ChatGPT đang làm mưa làm gió trên thế giới từ tháng 11 năm 22 đến nay và vẫn chưa hết hot. Nhiều bạn đã tìm hiểu để có một tài khoản ChatGPT tại các diễn đàn, các trang thông tin trên mạng, qua Facebook, Telegram, YouTube, v.v. để mong muốn sở hữu một tài khoản ChatGPT của cá nhân. Tuy nhiên, khi tìm hiểu và làm theo các hướng dẫn này tại ChatGPT OpenAI thì qua vài vòng kích chuột, nhiều bạn đã dừng lại vì vướng phải rào cản về quy định giới hạn hỗ trợ quốc gia của ChatGPT hoặc việc phải sử dụng một số điện thoại của nước ngoài để xác thực hoặc vân vân và mây mây. Và cái lỗi này là bởi vì hiện tại ChatGPT nó chưa hỗ trợ ở Việt Nam mình. Nó chưa cho dân Việt Nam mình đăng ký, cho nên chúng ta phải xem hết sức kỹ cái video này nhá. Các bạn phải xem từng bước một và xem đến bước nào thì các bạn dừng video lại và các bạn thao tác theo. Sau đó lại thao tác xong rồi thì mình lại bật video mình xem tiếp nhé. Còn nếu như các bạn thao tác sai thì chúng ta sẽ rất là mất công sức, tốn thời gian. Mà sau đó là nhận được một cái dòng kết quả là không khả dụng ở quốc gia của bạn. Rồi, bản thân tôi đã gặp phải vấn đề này và từ độ hot đến hết hot, rồi lười động não thôi thì bỏ qua cho đỡ nặng đầu suy nghĩ. Tuy nhiên một thời gian lại va chạm khi lướt web tò mò dựng nổi lên và quyết tâm tìm một tài khoản để trải nghiệm. Tôi đã tìm được một phương pháp. Chỉ mất 30 giây xin chia sẻ cho các bạn. Và lưu ý 30 giây ở đây là 30 giây để đăng ký. Trong trường hợp bạn đã có sẵn một địa chỉ Gmail. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Tôi sẽ bắt đầu với bước đầu tiên là tạo một tài khoản Gmail. Sau đó dùng tài khoản Gmail này để tạo tài khoản ChatGPT. Với mục tiêu là sẽ tạo tài khoản ChatGPT trong vòng 30 giây. Bắt đầu. Và như vậy là tôi đã vừa tạo nhanh một tài khoản Gmail với tên testchatgpt 04/2023. Và bước tiếp theo đó là cái mà chúng ta cần trong video ngày hôm nay, đó là đăng nhập website qrcode-gen.com. Với việc đăng nhập trang web qrcode-gen, chúng ta có thể sử dụng tính năng ChatGPT bằng việc đăng ký thành viên của trang web. Sau đó, chúng ta đăng nhập vào tài khoản và trên tài khoản qrcode-gen, chúng ta sẽ có sẵn một biểu tượng ChatGPT ở dưới góc phải phía dưới của cửa sổ thao tác. Lúc này chúng ta đã có thể sử dụng tài khoản ChatGPT để tương tác. Các bạn thân mến, clip về tạo tài khoản ChatGPT của tôi hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón xem.